À, chào các anh em làm việc nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng nghiên cứu với anh em về chế độ các đời máy anh em gặp. Thì anh em ngon bổ rẻ đã biết rồi. Ngon bổ rẻ thì đã biết rồi, giờ này đã gặp nhiều đời máy. Nhiều đời máy không làm được. Và tút cụ thể thì anh em tự biết anh em đang có trong tay cái tút gì mà không làm được. Mình xin phép không nhắc tên mà đã hot một thời gian. Thì anh em sẽ thấy là mình nhỏ này cái tút mình như vô dụng, à, cũng có không gọi vô dụng, làm được mấy con máy cỏ cỏ, còn chưa kể tính tiền năm. Thì thực tế là nó so với giá trị của anh em nhận được thì nó sẽ ít hơn, nhưng mà anh em thừa biết cái gì ngon bổ rẻ thì người ta sale lên Facebook thì tất nhiên nó chỉ có vậy thôi. Anh em ra lại thực tế là cũng nhiều anh em thấy cũng thấy chán chán rồi, nhưng mà mình cũng không xin phép là cũng không quảng cáo, bởi vì chán với cả anh em liên quan đến tôi đâu. Tôi chỉ là người IT và anh em phải biết là cái gì mà người ta sale lên Facebook hoặc là cái gì ngon mà người ta cứ quảng cáo, nhưng mình là VIP quá, không bao giờ có chuyện người ta cứ có gì ngon người ta cứ quăng lên Facebook cho mình húp đâu. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái người ta với quan điểm là nói thẳng cái mà người ta quảng cáo trên Facebook thì mình cũng ít quảng cáo lắm, bởi vì mình lại lý và active rất nhiều tút chứ không phải một hai cái tút, mà không phải nói riêng về cái tút gì đấy, đã quảng cáo làm mấy cái con vớ vẩn gì cái tút gần như free cũng có thể làm được, hoặc là có rất nhiều cái tút rẻ đều làm được những cái chức năng như vậy. Nên là anh em nếu là người tiêu dùng thông minh thì anh em thừa biết là những cái tút nó tương tự như vậy đều làm được những cái chức năng tương tự như vậy. Nên là tất nhiên là người ta bỏ tiền ra thì người ta phải thông minh, hoặc là thu lại cho mình cái lợi nhuận gì đấy thì người ta mới bỏ tiền ra. Nên tất nhiên là anh em mà bỏ tiền ra ít muốn kiếm được nhiều tiền lại thì không có đâu. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cách làm giàu, cụ thể là làm 6 con máy kiếm ngay lại cái tút, hoặc là có thể làm nhiều hơn kiếm mấy tút dùng cả năm. Cụ thể mình đã làm rồi thì cái tút đấy nó là cái Chimera tút. À, anh em vào đây đăng ký, sau đó đây anh em vào đây đăng ký. Nếu chưa có tài khoản thì có tài khoản thì ấy, anh con em chưa có tài khoản thì anh em tạo tài khoản mới, sau đó nhắn tin cho mình để mình active. Thì những cái con không làm được cái tút bình thường thì mình không nói, cái việc đấy thì ai cũng biết, ai cũng lên Facebook xem cũng biết cả. Thế còn cái đấy thì tất nhiên là cái hàng bình dân thì anh em đừng mong chờ với cái tút giá mà hơn 1 triệu mà làm được những cái máy đầy cao, nói thẳng gỡ vô nhanh không có đâu. Tất nhiên là anh em gặp rồi thì bây giờ chắc một thời gian cũng thấy ngấm ngấm rồi, thì mình cũng dùng nhiều tút và nói thẳng ra là cũng ngấm nhiều rồi. Thì anh em chưa biết với những cái tút dạng làm những con máy cỏ cỏ thì cái radome này này đấy không tinh lắm mà thừa làm được mấy cái con cỏ cỏ đấy, không nhất thiết là anh em giá của nó cũng không cao lắm. Anh em tính ra thì 25 của anh em với tút so với tút kia là hòa bằng nhau, chức năng tương tự không có gì khác nhau cả. Thế còn muốn bỏ tiền ra năm mà gỡ vốn nhanh hoặc là làm được nhiều máy thì anh em phải chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp thì tất nhiên là người ta thời gian đâu người ta lên Facebook người ta ngắm cái này cái kia được, tất nhiên là đấy là điều đương nhiên rồi. Thì chuyên nghiệp thì người ta sẽ lên một số những diễn đàn của quốc tế ngâm cứu, cụ thể như mình đây mình sẽ lên trên diễn đàn chẳng hạn cái máu tinh, thì giới thiệu cho anh em những cái con máy mà anh em sẽ không làm được. Tất nhiên là anh em không làm được không có nghĩa là người khác không làm được, và cái nhiều cái tool đã support lâu rồi nên mình chẳng muốn nói so sánh. Nên là ví dụ chẳng hạn bây giờ với giá credit thì anh em bỏ ra credit nó rơi vào tầm khoảng 30 credit, nó rơi vào tầm khoảng hơn 900.000 thì mới làm được một con máy.
Nhưng mà riêng mà một con máy như thế chắc chắn là người ta sẽ không nhận rồi. Đấy là hàng với hàng WWW Samsung ấy. Nhưng mà nếu mà anh em bỏ tiền ra mua một cái tút đấy, thì anh em làm được rất nhiều con. Và cụ thể là mình đã làm con gì thì mình đã làm cái con đơn giản là cái con Samsung M127 này, là cái con mà con này là cái con mình làm nhiều nhất, bởi vì mình đã làm đến tầm khoảng 10 con rồi. Là giá thì mình cứ đồng giá 350.000 một phát, còn còn máy mấy chục thì mình không làm. Con mấy mấy chục ấy thì Hydra đông này bỏ ra làm được thừa, hay là A04, A13 này, A135F ấy. Cái con này mình đã làm rồi, làm rất nhiều luôn rồi, thả ngang như thế. Đây cả con này nữa thì mình đã thừa cái tút rồi. Tất nhiên là nó cũng phải nhiều hơn tí, nhưng mình không nói cụ thể nhá, bởi vì không anh em phải bảo mình chém gió. Những con này mình đã làm rồi, nó là một cái dòng máy Samsung, nó có chế độ, nó là dòng chip Exynos. Thì anh em tự biết là cái tút của anh em chắc chắn là không làm được, mà phải có những cái tút đặc biệt riêng, hàng cao cấp như Chimera nó mới làm được những con dòng đấy, nó mới có những chế độ đấy. Thì đối với cái dòng credit là muốn không ít hút thì 900.000 một phát, mình làm 3 phát, nếu mà làm được giá như thế này thì mình chắc là làm được khoảng 3 con 4 con là thừa hơn cái tút rồi, nói gì đến làm được nhiều hơn như một số anh nha, thẳng là như thế. Thì đây cái giải thích cho anh em là cái chế độ EUB này gì. Chế độ EUB thì nó giống như chế độ kẹt tép ấy, nó là chế độ kẹt tép. Thì cái test của anh em nó làm giống như chế độ Qualcomm, thì cái này nó cũng có chế độ như bình thường, thì anh em cứ mở ra mà anh em kẹp kẹp vào rồi là như bình thường, không có gì khác cả. Thì anh em cũng chỉ one kick là xong. Thì đấy nó anh em làm thì nó có cái chế độ đấy sẵn, thì mình cũng giới thiệu để anh em biết và anh em thực chiến rồi thì anh em phải thử hiểu, là không có gì ngon bổ rẻ mà nó giới thiệu trên Facebook cho mình đâu, nên là anh em phải hiểu và làm việc. Mình là thợ kỹ thuật, mình muốn kiếm tiền được thì chỉ có một cách thôi là phải làm, là phải có kiến thức thực. Đấy, cái này nó sẽ có nhiều những cái con to thì con này thì cũng hơi khác, cũng không to đâu. Con này mình làm nhiều rồi, mình cũng làm được khoảng ở trong chỗ list này là mình làm được khoảng 2 con rồi. Thì hôm giờ credit nó lên cao quá, đây anh em thử biết 30 credit nó hơn 900.000 phát, mà trong khi bỏ tút ra mình kẹp một phát thì mình đã làm lại rồi, căng căng mình làm 5 mét thế là ok rồi. Thì cái đấy nó cũng là một chuyện đơn giản thôi. Thì mỗi anh em kiếm tiền một kiểu và mỗi anh em chia sẻ một kiểu, thì kênh của mình hướng dẫn cho anh em sẵn rồi. Đấy, tốt thì anh chị em cứ thế mà anh chị rồi chuyển khoản cho mình nhắn cho mình cái ưu là mình sẽ chị được ok thôi. Thì mỗi ngày hoặc là mỗi tháng mình chỉ chia sẻ cho anh em một giải pháp thôi. Còn tất nhiên là ngon bổ rẻ thì anh em bao giờ cũng thích rồi. Đấy là chiếm tầm khoảng 95% của tất cả anh em dùng. Rồi, chúc anh em thành công và tìm cho mình được những cái tút xứng đáng đồng tiền của anh em bỏ ra nhá. Rồi, chúc anh em thành công.